everyone. Welcome to another lesson from Học Thuật Khoa.vn. My name is Nguyễn Quang Hưng and I'm in charge of English 10. Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với một bài học tiếp theo trên trang web Học Thuật Khoa.vn. Thầy là Nguyễn Quang Hưng và thầy là giáo viên phụ trách môn tiếng Anh 10. Okay, so in this today's lesson, we're going to continue learning about unit number 3, music. And in particular, in this lesson today, we're going to learn about grammar and writing. Trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học về unit 3, chính là về chủ đề music. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau học về hai chủ đề, đó chính là mảng kiến thức liên quan đến ngữ pháp và sau đó là kỹ năng viết. Okay, so now let's see what we're going to study today. In this lesson, lesson number 3, first of all, we're going to look at grammar, compound sentences, and infinitives. And then we're going to look at writing skills. We will learn how to write a biography. Trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về hai phần chủ đề chính, đó chính là ngữ pháp và kỹ năng viết. Trong phần ngữ pháp thì chúng ta sẽ có hai chủ đề, đó chính là chủ đề về câu ghép, thế nào là câu ghép, và sau đó là chúng ta sẽ học về chủ đề infinitive, các động từ to verb hoặc chỉ có verb không trong tiếng Anh. Sau đó chúng ta sẽ học về kỹ năng viết, chúng ta sẽ học làm thế nào để chúng ta có thể viết được một đoạn tiểu sử ngắn về một nhân vật hoặc một tác giả nổi tiếng. Okay, so first of all, let's look at grammar. Trước hết, chúng ta sẽ đi vào cùng nhau tìm hiểu về mảng kiến thức ngữ pháp trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay, như thầy đã nói ban đầu, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai chủ đề. Trước hết, đó chính là các câu ghép cũng như là các liên từ trong câu ghép. Sau đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về to infinitive và infinitive không có to trong tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó chính là về câu ghép trong tiếng Anh. Thầy lấy một ví dụ như sau. Mai wants to become a singer. Mai's parents want her to become a businesswoman. Mai muốn trở thành một người ca sĩ. Bố mẹ Mai muốn Mai trở thành một nữ doanh nhân. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét trường hợp thứ hai. Mai wants to become a singer, but her parents want her to become a businesswoman. Mai muốn trở thành một ca sĩ, nhưng bố mẹ Mai lại muốn cô ấy trở thành một nữ doanh nhân. Theo các em thì sự khác biệt giữa hai câu trên là như thế nào? Câu nào thể hiện sự liên kết tốt hơn? Ở đây chúng ta có thể thấy câu thứ nhất chỉ làm cho chúng ta biết được về tính thông tin. Mai muốn trở thành một người như thế này. Bố mẹ cô ấy muốn Mai trở thành một người khác. Ở đây thì chúng ta có thể thấy phần thông tin riêng rẽ. Tuy nhiên thì phần thông tin này ở câu số 2 đã được kết nối bằng một liên từ but. Và như các em có thể thấy ở câu số 2, tính liên kết cũng như là nội dung của câu được diễn đạt một cách tốt hơn. Và trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học về thể loại câu này. Đây chính là một câu ghép trong tiếng Anh. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem câu ghép là một câu như thế nào nhé. Trước khi đi tìm hiểu về câu ghép, chúng ta cần phải đi tìm hiểu về liệu một câu đơn là như thế nào trong tiếng Anh. So, what is a simple sentence? Câu đơn trong tiếng Anh có tên gọi là simple sentence. Vậy, câu đơn trong tiếng Anh có cấu trúc như sau. Một câu đơn trong tiếng Anh sẽ bằng một mệnh đề hoàn chỉnh trong tiếng Anh cộng với một dấu chấm. Hay nói cách khác, nó gồm có một chủ ngữ và chỉ một động từ cộng với dấu chấm ở cuối câu. Thầy nhắc lại một lần nữa, đó chính là câu đơn trong tiếng Anh sẽ được tạo nên bởi một mệnh đề và theo sau đó là một dấu chấm. Mệnh đề này chỉ có một chủ ngữ và một động từ. Thầy lấy ví dụ như sau. Helen is my friend. Các em có thể xác định cho thầy đâu là chủ ngữ và đâu là động từ trong câu. First, we have Helen is the subject. And is the verb.
Ở đây chúng ta có Helen chính là chủ ngữ và verb động từ chính là động từ to be is. Câu thứ hai, we go to school every morning. Ở đây chúng ta có thể xác định được we chính là thành phần chủ ngữ, go chính là thành phần động từ. Như các em có thể thấy, hai câu này chính là hai câu đơn trong tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học xem là câu ghép trong tiếng Anh như thế nào nhé. So, what is a compound sentence in English? Vậy thì một câu ghép trong tiếng Anh là như thế nào? A compound sentence in English consists of clause number one, a comma, a coordinating conjunction, and clause number two. Trong một câu ghép trong tiếng Anh sẽ có các thành phần như sau. Trước hết chúng ta có mệnh đề số 1, theo sau đó là một dấu phẩy. Tiếp theo là một liên từ liên kết giữa mệnh đề 1 và mệnh đề 2. Cuối cùng chúng ta sẽ có mệnh đề 2, clause number 2. Thầy lấy ví dụ như sau. The TV show aired yesterday and many people watched it. Ở đây chúng ta có thể thấy mệnh đề đầu tiên đó chính là the TV show aired yesterday, gồm có chủ ngữ thứ nhất đó chính là the TV show và động từ thứ nhất là aired. Tiếp theo đó, mệnh đề thứ hai có chủ ngữ là many people và động từ là watched. Hai mệnh đề này được nối với nhau bằng liên từ and, và and chính là một liên từ trong câu ghép. And chính là liên từ thành tố kết nối hai mệnh đề này. Và các em có thể thấy sau mệnh đề số 1 chúng ta có dấu phẩy. Okay, so now I have a practice for you to learn about conjunctions in English. Bây giờ thầy có một bài tập nho nhỏ để các em có thể học về các liên từ trong câu ghép của tiếng Anh. Ở đây thầy có conjunctions, các liên từ như sau: and, or, but, and so. And now you have to match conjunctions with their meanings. Bây giờ các em sẽ phải nối các liên từ này với các nghĩa mà chúng mang lại. Ở đây chúng ta có and, or, but, and so. So now you should spend about 2 minutes matching conjunctions and their meaning. Các em nên dành ra khoảng tầm 2 phút để có thể nối các liên từ này với những ngữ nghĩa của chúng. Okay, so now let's check. First of all, we have and. And means an addition of equal importance or new idea. Chúng ta có từ and, nghĩa là và. And sẽ giới thiệu một ý tưởng mới hoặc một ý tưởng mà có cùng tầm quan trọng. Tiếp theo chúng ta có or, hoặc hay là or. Theo các em thì or sẽ giới thiệu điều gì? Or refers to choice. Or sẽ thể hiện một sự lựa chọn. Next, we have but. But shows a contrast. But, nhưng, sẽ thể hiện một sự đối lập. And we have so, refers to a result. Và cuối cùng, so sẽ thể hiện một kết quả. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm hiểu về từng liên từ này một để các em có thể hiểu thêm về cách sử dụng, cũng như là cách chúng ta có thể áp dụng các liên từ này vào trong câu như thế nào nhé. First of all, we have and. Như thầy đã nói thì chúng ta sẽ sử dụng and để chúng ta giới thiệu về một ý tưởng mới có cùng tầm quan trọng trong mệnh đề số 2 của câu ghép. Thì lấy ví dụ như sau. She loves going shopping with her mother and she likes reading fashion magazines. Ở đây, mệnh đề đầu tiên đó chính là she loves going shopping with her mother.
cô ấy thích đi mua sắm với mẹ. Mệnh đề thứ hai, cô ấy thích đọc các tạp chí thời trang. Cả hai câu này đều nói về sở thích của cô ấy có cùng tầm quan trọng với nhau, vì thế nên chúng ta sẽ sử dụng and là liên từ trong câu này. Next, we have or. We use or to mention a choice in the compound sentence. Chúng ta sẽ sử dụng or để chúng ta thể hiện sự lựa chọn hoặc những giải pháp thay thế trong câu ghép. Thì ví dụ như sau. We can go swimming or we can play football. Ở đây chúng ta có thể thấy go swimming hoặc play football là hai lựa chọn về môn thể thao mà chúng ta sẽ chơi. Vì thế nên or chính là liên từ chúng ta sẽ sử dụng. Next, I have but and yet. So now let's see how different are they. Và tiếp theo thì có hai liên từ, đó chính là but và yet. Bây giờ chúng ta sẽ cùng so sánh những điểm giống và khác nhau giữa hai liên từ này. First, we have but. As I said, but introduces a contrast in clause number 2. Từ but thì thể hiện một sự đối lập trong mệnh đề thứ hai. Ví dụ như sau. My children love reading illustrated books, but they do not like short stories. Các con tôi rất thích đọc những truyện tranh, những truyện có hình minh họa, nhưng bọn chúng lại không thích đọc những câu chuyện ngắn. Đây chính là thể hiện sự đối lập về sở thích. Vì thế nên từ but được sử dụng để liên kết giữa mệnh đề 1 và mệnh đề 2. Và yet, vậy thì yet có khác gì với but? Yet lại giới thiệu một sự đối lập, nhưng sự đối lập này lại là một sự đối lập bất ngờ. Unexpected contrast. For example, she was so ill last week, yet she still managed to finish her assignment. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng cô ấy rất là ốm vào tuần trước, nhưng cô ấy vẫn có thể hoàn thành được phần việc, công việc cũng như là bài tập của mình. Vì thế nên từ yet ở đây thể hiện một sự đối lập, nhưng sự đối lập này có phần bất ngờ. Bởi vì cô ấy rất yếu, nên mọi người thường nghĩ rằng cô ấy yếu như vậy sẽ khó có thể hoàn thành được công việc. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn hoàn thành được công việc của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng liên từ yet ở đây. Next, so now let's look at the differences between so and for. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn vào sự khác biệt giữa hai liên từ so và for. So introduces a result in clause number 2. Liên từ so có nghĩa là nên, sẽ giới thiệu một kết quả ở trong mệnh đề số 2. For example, I had been stuck in traffic, so I was late for school. I was stuck in traffic, so I was late for school. Tôi đã bị tắc đường, vì thế nên tôi đã bị muộn giờ vào học. Chúng ta có thể thấy had been stuck in traffic chính là phần nguyên nhân, và mệnh đề số 2 chính là phần kết quả, được liên kết bằng liên từ so. Bên cạnh đó chúng ta có từ for. Nếu so nói về một kết quả thì for lại bắt đầu cho một nguyên nhân. For introduces a reason or a cause in clause number 2. For example, I was late for school, for I had been stuck in traffic. I was late for school, for I had been stuck in traffic. Câu trên có thể được viết lại với for như sau. Tôi bị muộn giờ vào học vì tôi đã bị tắc đường. Okay, so now let's spend some time to practice. Bây giờ chúng ta sẽ dành một chút thời gian để có thể luyện tập về các câu ghép cũng như là các liên từ nhé. Ở đây, ở câu số 1, thầy có clause number 1, nghĩa là mệnh đề số 1. Và ở cột
thứ hai, thầy có các mệnh đề số 2. Và bây giờ công việc của các em sẽ phải nối giữa một mệnh đề ở cột số 1 với một mệnh đề khác ở cột số 2 để tạo nên một câu ghép trong tiếng Anh. So now, you should spend about 3 to 5 minutes doing this. Ở trong phần này thì thầy có 6 câu tất cả và đây là 3 câu đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án nhé. Okay, first of all, we have the concert has a last stage. Buổi biểu diễn có một sân khấu rất lớn. Chúng ta hãy cùng xem ở cột bên này có phần thông tin nào phù hợp. Chúng ta có thể thấy ở đây có từ so, nên có đủ chỗ cho tất cả những người biểu diễn cùng một lúc. Và vì thế chúng ta có thể nối clause number 1 ở phần đầu tiên với mệnh đề cuối cùng ở trong cột thứ hai. The concert hall has a last stage, so there is enough room for many performers to play at the same time. Tiếp theo chúng ta có câu sau. At the box office, you can buy tickets for the show. Ở quầy bán vé, bạn có thể mua vé cho chương trình. Ở đây chúng ta có thể thấy ở câu số thứ nhất chúng ta có or you can purchase them online, hoặc bạn có thể mua chúng ở trên mạng internet. Ở đây chúng ta thể hiện hai sự lựa chọn, mua vé ở quầy hoặc mua vé qua mạng. Vì thế nên chúng ta có thể nối giữa mệnh đề này và mệnh đề này để tạo thành một câu ghép thể hiện sự lựa chọn bằng liên từ or. Tiếp theo chúng ta có he is a talented composer. Ông ấy là một nhà soạn nhạc tài năng. Và cuối cùng chúng ta có thể thấy and he has received many national prizes. Chúng ta có thể kết nối hai mệnh đề lại với nhau để tạo thành một câu ghép có sự tương đồng về ý nghĩa. Okay, so now let's move on to the second part of the exercise. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thứ hai của bài tập. The concert was exciting at the beginning. Buổi biểu diễn rất là vui, rất là hấp dẫn vào phần đầu. Ở đây chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể kết nối với phần sau như sau. But it became boring at the end. Nhưng nó lại trở nên rất là chán vào phần cuối. Ở đây, hai mệnh đề này được kết nối với nhau bằng liên từ but, thể hiện một sự đối lập. Next, he was nominated for 14 competitive Grammys. Anh ấy được đề cử tới 14 giải Grammy. Theo các em thì câu này, mệnh đề này sẽ được nối với mệnh đề nào để phù hợp ý nghĩa? Okay, here we can see the last clause we have and he won 3. Và anh ấy đã thắng 3 giải Grammy. Vì thế nên chúng ta có thể kết nối hai mệnh đề lại với nhau để tạo thành một câu ghép có sự tương đồng về mặt ý, sử dụng liên từ and. Và cuối cùng chúng ta có câu she was a pianist with potential. Cô ấy là một nữ nhạc công piano có tài năng, có tiềm năng. Và ở đây chúng ta có thể kết nối với mệnh đề còn lại. But her parents persuaded her to complete her secondary school instead of immediately beginning a professional career. Nhưng bố mẹ cô ấy lại đang thuyết phục cô ấy rằng cô ấy nên tiếp tục việc học ở chương trình cấp 2 thay vì nên bắt đầu một sự nghiệp chuyên nghiệp. Vì thế chúng ta có thể kết nối mệnh đề she was a pianist with potential với mệnh đề còn lại ở phần mệnh đề số 2. Ở đây chúng ta có thể thể hiện một sự đối lập giữa mệnh đề 1 và mệnh đề 2 trong câu ghép. Okay, so that is all about the compound sentences that we learned today. Okay, so now let's move on to the second part in the grammar section today. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp đến phần thứ hai trong mảng kiến thức ngữ pháp mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Đó chính là phần infinitives.
Infinitives. There are two types of infinitives in English. First, we have infinitives with to and infinitives without to. Infinitive được hiểu là các động từ ở dạng cơ bản trong tiếng Anh. Và trong tiếng Anh thì các động từ cơ bản infinitive có hai loại. Trước hết đó là infinitive có to, hay chúng ta còn gọi là to infinitive. Và dạng thứ hai đó chính là infinitive không có to, hay chúng ta còn gọi là các động từ nguyên thể, bare infinitive. Ở những infinitive có to, thầy có ví dụ như sau. I want to have a computer. I want to have a computer. Ở đây chúng ta có thể thấy infinitive ở đây chính là to have. To have ở đây chính là một động từ có to. Tiếp theo, chúng ta có các động từ nguyên thể bare infinitive, hoặc cách gọi khác đó chính là infinitives without to như sau. She made me feel angry. She made me feel angry. Ở đây chúng ta có thể thấy từ feel được để ở dạng nguyên thể của chính động từ này. Ở đây chính là một ví dụ cho động từ dạng nguyên thể, bare infinitive. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cùng tìm hiểu chi tiết về hai loại dạng động từ nguyên thể này, với một số các cấu trúc cũng như các động từ theo sau là to infinitive hoặc bare infinitive. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau xem xét về to infinitive, những động từ infinitive có to. Trước hết chúng ta có những động từ sau sẽ được theo sau bởi một động từ có to, như want, I want to, begin, it begins to break, designed, expect, hope, promise, seem, would like, and so on. For example, I promised to buy you some new books. Ví dụ, tôi hứa sẽ mua cho bạn một số các quyển sách mới. Ở đây, theo sau động từ promise, chúng ta sẽ sử dụng infinitive có to, đó chính là to buy. I promise to buy. Vì thế, nên khi các em nhìn thấy những động từ này, chúng ta biết rằng động từ theo sau những động từ được viết bằng mực xanh, chúng ta sẽ phải để ở dạng to infinitive. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có một số các cấu trúc theo sau là dạng động từ to infinitive, như encourage somebody to do something, khuyến khích ai làm điều gì đó, force somebody to do something, ép buộc ai làm điều gì đó, want somebody to do something, muốn ai làm điều gì đó cho mình, be adjective enough to do something, có đủ về mặt tiêu chuẩn, có đủ điều kiện để làm một điều gì đó. Cấu trúc enough theo sau là một cụm động từ to infinitive. To be adjective enough to do something. For example, I am old enough to drive a car. Thầy đã đủ tuổi để có thể có bằng lái và lái ô tô. Vì thế, nên ở những cấu trúc này, chúng ta sẽ sử dụng to infinitive để theo sau một số cấu trúc. Okay, so now let's look at bare infinitives. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần các động từ nguyên thể trong tiếng Anh, bare infinitives và một số cấu trúc theo sau là các động từ nguyên thể. For example, I have hear somebody do something. Nghe thấy ai làm điều gì. Watch or see somebody do something. Nhìn thấy ai làm điều gì đó. Notice somebody do something. Nhận thấy ai làm điều gì đó. Make somebody do something. Khiến ai làm gì đó. And let somebody do something. Cho phép ai làm điều gì đó. For example, I saw him play video games last night.
Ở đây trong ví dụ chúng ta có thể thấy chúng ta có từ so là quá khứ của động từ see. Him ở đây chính là somebody. Và sau đó chúng ta sẽ phải sử dụng một từ nguyên thể, đó là play. I saw him play video games last night. Tôi thấy anh ấy chơi trò chơi điện tử vào tối ngày hôm qua. Khi nhìn thấy các cấu trúc như thế này, các em sẽ phải sử dụng các động từ dạng nguyên thể. Có lưu ý một chút, đó chính là với các động từ như hear, watch and see thì những cấu trúc ở đây là thể hiện là các em nhìn thấy hoặc trông thấy toàn bộ quá trình của hành động. Okay, so now let's practice. Your job now is to use two infinitives or bare infinitives to complete the following sentences. Bây giờ các em sẽ phải sử dụng một số các động từ to verb hoặc dạng động từ nguyên thể để có thể hoàn thiện các câu sau đây. One day, he promised to sing her a song. He has such a beautiful voice. The teen singer is old enough, make his own mind. Nobody forced the teen singer do anything that his mother does not agree with. His performance was so boring that it made me feel asleep. This morning, many of his fans saw him ride with his girlfriend on an expensive motorcycle. And last one, I can't decide whether buy a ticket online or at the box office. Okay, so now you spend about 3 to 5 minutes completing these sentences with two infinitives or bare infinitives. Bây giờ các em nên dành khoảng tầm từ 3 đến 5 phút để làm bài tập này với việc điền two infinitives hoặc các động từ nguyên thể và trong các câu sau đây. Okay, so now let's check. Number one, here we have the word promise. Ở đây chúng ta có động từ promise. Và theo sau promise, chúng ta phải sử dụng một two infinitive. Và chúng ta sẽ có one day, he promised to sing her a song. He had such a beautiful voice. Ở câu số 2, như các em có thể thấy ở đây chúng ta có cấu trúc với enough. To be old enough to do something. Vì thế nên động từ make ở đây phải để ở dạng to infinitive. The teen singer is old enough to make his own mind. Tiếp theo, chúng ta có câu số 3. Ở câu số 3, các em có thể nhìn thấy có động từ force. Force somebody to do something. Vì thế nên chúng ta sẽ có nobody can force the teen singer to do anything that his mother does not agree with. Theo sau, force somebody to do something phải là một infinitive có to. Next, number four, chúng ta có thể thấy rằng ở đây chúng ta có cấu trúc với make. Make somebody do something. Vì thế nên chúng ta sẽ có his performance was so boring that it made me fall asleep. Fall asleep. Động từ fall được để ở dạng nguyên thể. Number five. This morning, many of his fans saw him ride with his girlfriend on an expensive motorbike. Ở đây chúng ta có từ see. Saw chính là quá khứ của từ see. See somebody do something. Vì thế nên từ ride sẽ được để ở dạng nguyên thể. Last one, we have number six. I can't decide whether buy a ticket online or at the box office. Ở đây chúng ta có hai sự lựa chọn và chúng ta có từ decide. Vì thế nên chúng ta sẽ phải dùng to verb hay là to infinitive ở trong trường hợp này. Bên cạnh đó, đối với whether, khi chúng ta nói như whether, say whether, know whether, hoặc decide whether to do something, thì chúng ta sẽ phải sử dụng two infinitive trong trường hợp này. Ok, vậy là đối với dạng bài tập này thì các em sẽ phải học thuộc cũng như là xác định được các động từ nào theo sau nó sẽ là two infinitive và các dạng cấu trúc nào
theo đó, theo sau sẽ là to infinitive hoặc be infinitive. Các em cần phải ghi nhớ một số các động từ cơ bản để chúng ta có thể sử dụng được dạng đúng của to infinitive và infinitive. Okay, so now let's move on to the last part about today's lesson, writing skills. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần cuối của bài học ngày hôm nay, đó chính là kỹ năng viết. And in writing skills, today we are going to learn about the structure of a simple biography. And then we're going to learn some more about useful expressions and phrases to write a biography. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học về cấu trúc của một bài tiểu sử đơn giản. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng học về một số các thành ngữ cũng như là một số các cụm từ mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta viết một tiểu sử đơn giản của một tác giả. And in today's lesson, we're going to read about a text, about văn cào. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đọc về một bài viết về nhạc sĩ Văn Cao trước khi chúng ta bắt đầu học viết về cấu trúc cũng như là một số các từ để viết tiểu sử. Okay, so you may know that he is Văn Cao and he is the author and the composer of the Vietnam National Anthem. Như các em cũng có thể biết thì Văn Cao chính là tác giả, là nhạc sĩ của quốc ca Việt Nam. And this song originally was called Tiến Quân Ca. Và bài hát này thì ban đầu khi ra đời được mang tên là Tiến Quân Ca. And in this today's lesson, we're going to read about his life. And we are going to read about his typical works, including Tiến Quân Ca, the National Anthem of Vietnam. Và trong bài ngày hôm nay, trước khi đi vào học viết, chúng ta sẽ cùng nhau đọc một bài viết có liên quan đến tác giả Văn Cao, cuộc đời của ông, các tác phẩm nổi tiếng của ông, trong đó có bài Tiến Quân Ca, quốc ca của đất nước Việt Nam. Okay, so now I'm going to read aloud the text. Văn Cao wrote many songs. Some of his most well-known are Gò Đống Đa, 1942, Tiến Quân Ca, 1944, Bài Ca Chiến Sĩ Hải Quân, 1945, Không Quân Việt Nam, 1945, and Ngày Mùa, 1948. 2. Văn Cao's song Tiến Quân Ca, written in 1944, became the national anthem of the Socialist Republic of Vietnam. Văn Cao is remembered as one of the most important composers of modern Vietnamese music and one of the most popular composers in the world. He died on July the 10th, 1995, in Hanoi. After his death, he received the Ho Chi Minh Prize. Vietnam, Văn Cao's real name is Nguyễn Văn Cao. He was a composer who was born on 15th November 1923 in Hải Phòng, but his hometown was Nam Định. Bây giờ thầy có một bài tập như sau. Các đoạn trên đây sẽ cần có những tiêu đề để chúng ta có thể biết được những đoạn này có nội dung chính là gì. Và bây giờ việc của các em sẽ là ghép những tiêu đề ở phần phía trên với các tiêu đề ở phần dưới. Okay, so now you just spend about like 2 or 3 minutes doing this. Okay, so now let's read and check. Ở đoạn đầu tiên thì thầy có đoạn như sau. Văn Cao wrote many songs. Some of his most well-known are Gò Đống Đa, Tiến Quân Ca, Bài Ca Chiến Sĩ Hải Quân, Không Quân Việt Nam, and Ngày Mùa. Như các em có thể thấy thì ở trong này đề cập đến rất nhiều các tên của các bài hát mà nhạc sĩ Văn Cao đã viết. Vì thế nên chúng ta có thể chọn typical works là tiêu đề cho cả đoạn trong số 4 tiêu đề trên đây. Okay, so now let's move on to the second paragraph in the text. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đoạn thứ 2 của văn bản. Ở đoạn thứ 2 của văn bản có nói về bài ca Tiến Quân Ca và nó đã trở thành quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Ở đây chúng ta có thể thấy đây là một thành tựu đạt được, vì thế nên đoạn này có thể mang tên Important Achievements. Tiếp theo chúng ta có đoạn số 3, đó chính là ở đây người viết có miêu tả là Văn Cao được nhớ đến, được nhắc đến là một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất của âm nhạc hiện đại Việt Nam, và bên cạnh đó cũng là một trong những nhà soạn nhạc mà nổi tiếng nhất trên thế giới. Và bên cạnh đó, đoạn văn này cũng đề cập đến việc ông ấy qua đời vào năm 1995 ở Hà Nội và giải thưởng Hồ Chí Minh mà ông ấy được trao tặng. Vì thế nên ở đây chúng ta sẽ phải sử dụng conclusion, phần kết luận. Ở đây, ở đoạn văn số 1, chúng ta có thể dùng early years. Vì ở đây chúng ta có thể thấy, ở đoạn này đề cập đến tên thật của Văn Cao là Nguyễn Văn Cao, và cũng đề cập đến ngày sinh và nơi sinh của ông ấy. Vì thế chúng ta có thể dùng cụm từ early years, những năm đầu đời, là tiêu đề cho đoạn văn này. Như các em có thể thấy thì đoạn văn trên không được sắp xếp theo một thứ tự phù hợp, vì thế nên chúng ta sẽ cần phải sắp xếp lại các tiêu đề này một cách phù hợp để bắt tay vào viết một tiểu sử đơn giản. Vì thế chúng ta có thể sắp xếp cấu trúc của một tiểu sử đơn giản như sau. Trước hết chúng ta có thể viết early years, những năm đầu đời. Chúng ta có thể đề cập đến date of birth, ngày sinh, tháng đẻ, place of birth, nơi sinh, hometown, quê hương, và cuối cùng là gia đình của người tác giả đó. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ tiếp nối phần số 1 bằng phần thứ 2, đó chính là typical works, những tác phẩm được nhiều người biết đến. Thứ 3, chúng ta sẽ nói về những thành tựu quan trọng mà tác giả đã đạt được, ví dụ như là những giải thưởng, prizes or awards that the author has received. Và cuối cùng chúng ta sẽ kết luận. Phần kết luận này chúng ta có thể viết về là người ta thường nhớ đến tác giả đấy là một người như thế nào, hoặc tác giả đó ở trong lòng người, mọi người được miêu tả là một người như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại một số các đoạn trong bài viết về Văn Cao để lấy ra một số cụm từ, cụm ngữ để mình có thể viết trong phần viết tiểu sử ngày hôm nay. First of all, in number one, early years. Đầu tiên, ở trong đoạn early years, những năm đầu đời, những cụm từ mà chúng ta có thể sử dụng được, đó chính là real name is. Văn Cao's real name is. Tên thật của Văn Cao là. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể sử dụng cụm ngữ như he was a composer who was born on. Hay chúng ta có thể giới thiệu về quê hương bản quán của ông ấy như his hometown was. Ở phần typical works, có một số các cụm ngữ chúng ta có thể học được như wrote many songs, viết rất nhiều bài hát, and some of his most well-known are. Đây là hai cụm từ mà chúng ta có thể học được trong đoạn này. Tiếp theo, ở phần conclusion, chúng ta có thể học được những cụm từ như Văn Cao is remembered as, somebody is remembered as, được mọi người nhớ đến như là, và chúng ta cũng có thể nói rằng one of the most popular composers, một trong những người nổi tiếng nhất, một trong những người soạn nhạc, nhạc sĩ nổi tiếng nhất. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một phần thực hành với tiểu sử của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Lưu Hữu Phước is a very famous artist and composer in Vietnam. He is famous for writing so many songs for children, including Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan. Như các em có thể biết thì Lưu Hữu Phước là một nhạc sĩ rất là nổi tiếng và ông ấy thường viết nhạc cho thiếu nhi, trong đó có bài hát Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan mà các em đã có thể học trong cấp tiểu học hoặc trung học. Và hôm nay thì chúng ta sẽ thực hành với phần tiểu sử của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.
Như các em có thể thấy trong sách giáo khoa lớp 10 thì người ta có đề tập đến một phần fact file. Họ đã ghi ra ở đây một số các chi tiết về nơi sinh, những năm đầu đời, những tác phẩm. Nhưng ở trong phần này, các câu lại được không phải là các câu hoàn chỉnh. Bây giờ việc của chúng ta sẽ là viết những câu hoàn chỉnh để có thể kết nối những thông tin này thành một bài tiểu sử hoàn chỉnh một cách đơn giản. Ở đây chúng ta có các phần như early years, typical works, important achievements và conclusion. Và thầy sẽ đi viết mẫu từng phần một. Các em bắt đầu theo dõi nhé. Number one, early years. Lưu Hữu Phước was born on September 12, 1921. Ở câu đầu tiên thầy có sử dụng cụm từ was born on. He is a noted figure in culture, composer of many lively patriotic wartime songs, children's songs and the occasional opera. Ông ấy là một người rất quan trọng về mảng văn hóa. Tiếp theo, về phần typical works, chúng ta có thể viết Lưu Hữu Phước wrote or composed many popular songs. Ở đây thầy có sử dụng cụm từ composed many popular songs, sáng tác rất nhiều các bài hát nổi tiếng. The most well-known are. Tiếp theo đó thầy sử dụng cụm từ the most well-known are, những bài hát nổi tiếng nhất là Bạch Đằng Giang, Tiếng Gọi Thanh Niên và Giải Phóng Miền Nam. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang phần tiếp theo, đó chính là important achievements, các thành tựu quan trọng. Và trong đoạn này thì thầy có sử dụng cấu trúc như was a member of the National Assembly. Ông Lưu Hữu Phước là một thành viên trong Quốc hội. Bên cạnh đó thì thầy cũng sử dụng từ receive để nói về việc ông ấy đã nhận được giải thưởng Hồ Chí Minh sau khi qua đời. Ở phần conclusion, thầy đã sử dụng cấu trúc đó chính là he was remembered as one of the most gì đó. Ở đây thầy có sử dụng to be remembered as, được nhớ đến như là một ai đó. Bên cạnh đó, ở đây chúng ta cũng phải đề cập đến việc nhạc sĩ qua đời vào ngày 16 tháng 6 năm 1989. He died on June the 16th, 1989 in Ho Chi Minh City. Vậy là qua phần bài đọc về nhạc sĩ Văn Cao và qua phần fact file của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, chúng ta đã có thể cùng nhau xây dựng nên một phần tiểu sử khá đơn giản về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Trước khi viết, các em nên gạch ra những ý để làm nên phần dàn ý có các phần như early years, typical works, important achievements và cuối cùng là conclusion. Sau đó chúng ta có thể lấy ra một số các cụm ngữ, cụm từ hay để chúng ta có thể sử dụng trong đoạn tiểu sử của mình. Okay, so that is all about writing a biography today. Đó là tất cả những gì thầy muốn truyền đạt về phần tiểu sử, viết về tiểu sử mà chúng ta học ngày hôm nay. Okay, so in this today lesson, we just learned about grammar. In grammar, we just learned about compound sentences and infinitives. And then, we just learned about writing. And we learned about how to write a biography. Vậy là trong bài ngày hôm nay thì chúng ta đã học về hai phần chính, đó chính là ngữ pháp và kỹ năng viết. Trong phần ngữ pháp thì chúng ta đã học về câu ghép và các dạng động từ nguyên thể có to hoặc không có to. Và thứ hai, chúng ta đã học viết làm thế nào để viết về một tiểu sử đơn giản của một người nhạc sĩ. Okay, so that is all about lesson number 3 today. Thank you for listening and see you next time.